huấn luyện viên Philip Trucci ra chiêu, U23 Việt Nam mệt nhoài giữa trưa nắng. Huấn luyện viên Philip Trucci đưa ra những yêu cầu ngày một cao với U23 Việt Nam ngay ở giai đoạn tập trung đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games. Sau gần một tuần rèn quân, các cầu thủ U23 Việt Nam không còn bỡ ngỡ với phong cách huấn luyện của huấn luyện viên Philip Trucci. Dù vậy, huấn luyện viên Philip Trucci liên tục đổi mới giáo án nhằm giúp học trò thích nghi với nhiều lối chơi, cách vận hành chiến thuật. Do buổi tập diễn ra vào giữa trưa nên một số cầu thủ bị thấm mệt do phải thường xuyên vận động ở mức độ cao. Thời gian qua, huấn luyện viên Philip Trucci chủ yếu rèn cho cầu thủ các kỹ năng chuyền, nhận, kiểm soát bóng ở mức tốt nhất. Các cầu thủ phải học cách hỗ trợ nhau ở những tình huống bị đối thủ gây áp lực ở 1/3 phần sân phòng ngự của mình. Khi đối thủ pressing, cầu thủ tuyến trên cần tích cực lùi về để hỗ trợ phát triển bóng lên trên, Lê Văn Đô chia sẻ. Theo Văn Đô, huấn luyện viên Trucci đòi hỏi cao ở các cầu thủ, muốn đội phải nỗ lực tối đa trong từng buổi tập. Nhiệt huyết của huấn luyện viên người Pháp tác động không nhỏ tới tinh thần cầu thủ. Điều khiến tôi hứng thú nhất ở huấn luyện viên Trucci là nhiệt huyết và quyết tâm của thầy trong từng buổi tập. Thầy luôn tạo áp lực cạnh tranh cho cầu thủ. Không ai chắc suất đá chính ở U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Trucci luôn xoay tua cầu thủ trong mọi hoàn cảnh, tiền vệ sinh năm 2001 nói. U23 Việt Nam còn một buổi tập nữa trước khi kết thúc giai đoạn đầu tiên của đợt tập trung. Sau giai đoạn 1, quân số U23 Việt Nam rút gọn còn 28 cầu thủ và 4 thủ môn. Điều này khiến không khí các buổi tập trở nên sôi động nhưng cũng không kém phần căng thẳng bởi ai cũng muốn trụ lại. Huấn luyện viên Philip Trucci khẳng định ông sẽ lựa chọn những cầu thủ đạt yêu cầu, nhưng cũng luôn trao cơ hội cho bất cứ cầu thủ nào có ý chí phấn đấu hoàn thiện mình. Sự nhiệt huyết của ông thầy người Pháp trở thành tấm gương ở tuyển U23 Việt Nam.